Kính thưa quý vị, Hoài Đức Bơ xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, và hãy tiếp tục thưởng thức những món ăn ngon cùng với chúng tôi. Chắc chắn những điều thú vị và bất ngờ luôn luôn đang chờ đón quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón một trong những nữ nghệ sĩ tiền bối và trong lòng Hoàng rất ngưỡng mộ chị ấy, đó chính là diễn viên Ngọc Nga. Chị Nga ơi, em mời chị. Chị ơi. Dạ, cho em bắt tay chị cái. Bắt tay em cái, cho ôm không? Dạ ôm luôn, ôm luôn. Đến nơi đây rồi, mình phải cảm ơn quý khán giả, mình phải xin chào quý vị khán giả của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Xin kính chúc quý vị khán giả thật là an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Chị Ngọc Nga là một trong những diễn viên, những nghệ sĩ mà có truyền thống trong gia đình là về nghệ thuật, đặc biệt là niềm đam mê về cải lương nữa. Dạ. Không ngay bữa nay chị tặng mọi người một câu được không ạ? Câu gì vậy ta? Câu hò, câu lý, câu dân ca, câu vọng cổ, như nào cũng được. Câu giọng cổ nha. Dạ. Nga xin phép được ca một câu giọng cổ về chương trình này nha. Trời. Được không? Gì vậy? Được không bạn? Sáng tác luôn hả? Ok. Wow. Dạ, mời chị. Hôm nay em đến chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, ôi sao mà thích quá. Hỡi ơi khán giả yêu thương, hôm nay cho em ăn món gì? Hay quá. Đó, bà chị của em đó mọi người ơi. Và Hoàng Rapper sẽ chia sẻ về chị Ngọc Nga nhiều hơn nữa khi chúng tôi đến với khu vực phòng khách. Xin mời chị. Dạ, xin mời em. Em có giới thiệu với mọi người, chị Nga là được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật rất là nhiều. Em được gặp gỡ làm việc với chị Nga rất là nhiều lần, đa số là những bộ phim và những vở kịch trên sân khấu. Dạ. Thường là chị Nga sẽ luôn đồng hành cùng với cô con gái cưng của mình là bé Kim Thư. Dạ, một trong những diễn viên nhí rất là tài năng và cực kỳ thành công qua vai diễn là bé Nắng. Thì chị Nga trong mắt em và mọi người luôn là một người mẹ rất là thương con. Chị chấp nhận lui về để là chăm lo cho gia đình, cho chồng con, và đặc biệt là chăm lo cho cái tương lai và sự nghiệp và tài năng của bé Kim Thư nữa. Dạ. Để nói đến Khẩu Vị Ngôi Sao là mình phải nói tới cái vụ ăn nè. Dạ. Dinh dưỡng dành cho bé Thư như thế nào, rồi bữa cơm trong gia đình của chị là do ai sẽ là người thủ lĩnh? Chị. Dạ, có khi cũng bà chị nữa. Dạ. Bà chị nuôi, chị bận công việc á thì có bà chị nuôi là phụ lo bếp giùm. Dạ. Còn rảnh ngày nào giờ nào là chị nấu ăn cho gia đình. Mà bé Kim Thư chắc dễ nuôi vậy ha chị ha? Dễ nuôi lắm. Thích ăn gà. Thích ăn gà. Còn mẹ của Thư? Mẹ Thư hả? Dễ nuôi hơn. Trời, dễ nuôi hơn. Cái giống gì cũng ăn. Dễ thương nha. Ủa, vậy là cái gì cũng ăn, rồi hương vị nào cũng thích luôn hả chị? Đúng rồi em. Bởi vì nãy giờ em khai thác hỏi khá nhiều để cho một nhân vật thứ ba đứng đằng sau cánh cửa kia nghe, để biết được khẩu vị và những gu ăn uống của chị như thế nào. Để lát nữa nấu cho nó hợp khẩu vị với chị. Vậy luôn nha. Em giống một thái thái vậy đó. Nào, bây giờ chúng ta chào đón bạn ấy nha. Okay. Xin mời bạn Mai Lâm. Mai Lâm ơi. Đây, chào Mai Lâm. Xin chào em. Cho chị ôm em cái nha. Đó, fan nào một với chị đó. Trời, bữa nay được ôm thần tượng cái nha. Chào Mai Lâm. Dạ, em chào anh. Cảm ơn em. Mời Mai Lâm về chỗ. Dạ. Bây giờ bạn giới thiệu đôi nét về mình và tình cảm của Mai Lâm như thế nào dành cho chị Ngọc Nga. Dạ, em chào chị ạ. Chào anh Hoàng. Là công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng ạ. Em biết chị qua mấy cái phim em hay xem á. Xong rồi em rất là thích chị. Xong rồi tới khi là cảnh của chị á thì em hay bật cha mẹ em xem cùng, nói là mẹ ơi cái cô này diễn dễ thương lắm nè mẹ, mẹ coi chung nha. Đó, em hay nói với mẹ em vậy ạ. Mà hình như anh cảm nhận là cái nét của chị Nga là một biểu trưng cho những người mẹ, đúng không? Dạ. Là cái nét diễn đó nó hiền hậu, hiền lành. Nhưng mà bên cạnh đó những vai hài hước, cá tính là chị Nga cũng cần được hết. Em thích xem chị diễn hài ạ. Mai Lâm, nãy giờ anh chia sẻ với chị Nga nhiều á, để chị Nga tiết lộ ra những cái khẩu vị mà chị Nga yêu thích á. Dạ. Chị có nghe kỹ chưa? Dạ. Chắc chắn còn phải tìm hiểu thêm kỹ nữa. Dạ. Hay Mai Lâm ha. Thì bây giờ chúng ta đến với một trong những màn chào hỏi đầu tiên giữa thân tượng nghệ sĩ và khán giả hâm mộ, đó chính là điều bí ẩn đến từ chị Ngọc Nga. Chị ấy sẽ nói ra những mệnh đề. Nhiệm vụ của bạn Mai Lâm rất đơn giản, đoán là đúng hay là sai, chính xác hay là không thôi. Dạ. Bây giờ chị Nga, xin mời chị. Món khổ qua là món chị ghét nhất.
khổ qua đắng, rất nhiều người không thích khổ qua. Dạ, nếu mà em đoán là chị Nga ăn đắng được ạ. Vậy là em nói câu nói vừa rồi là dạ, đúng sai rồi. Sai đúng không? Dạ. Xin mời chị Ngọc Nga xác nhận. Đúng. Đúng là ý bạn nói đúng. Sai là đúng á. Là chính xác, là khớp. Là đúng rồi. Tại vì thật sự là chị rất là thích ăn khổ qua. Hay quá. Em hay quá. Em ơn chị. Trời ơi thiệt á. Mỗi khi mà Tết á là bà nội chị á hay nấu món khổ qua dùng thịt với lại thịt kho hộp vịt. Dạ. Mà chính vì những món ăn đơn giản như vậy, hóa ra nó lại mang phần ý nghĩa rất là lớn. Chúc mừng bạn, bạn thoát được câu 1. Chứ bạn trả lời không chính xác với chị ha. Một trong 3 lá bánh mì này sẽ thuộc về bạn. Rồi chúng ta đến với thông điệp thứ 2. Xin mời chị. Thông điệp thứ 2 là chị đã từng nấu chè đậu xanh với bột ngọt đúng không? Câu này khó nhỉ. Căng à. Bởi căng vì không? Những người bình thường không ai sử dụng cái công thức hóa học đó hết vậy. Thì thể nào? Em nghĩ là chị kể như vậy là chị đang kể lại cái kỷ niệm của chị. Thì em nghĩ là chị đã từng, chị có nấu chè đậu xanh với bột ngọt. Xác nhận đi ạ. Hay quá. Trời ơi hay quá. Trời ơi, em không nghĩ chị Nga lại có một cái sự sáng tạo tột đỉnh và ẩm thực đến vậy luôn. Ủa chơi kỳ vậy. Chị kể lại cái kỷ niệm của chị đúng không ạ? Đúng rồi. Chị nấu chè mà cái bột ngọt mà nó không có phải là cái bột ngọt mà dạng dài dài mà nó là dạng nhuyễn. Thì đó, đường kế bên. Trời. Bột ngọt kế bên nha. Nấu chè cho con ăn. Thoải mái bỏ vô, thoải mái bỏ vô. Xong. Trời ơi, ôi tê tái cái môi. Dạ, trời ơi, nếm xong cái giật. Cô dấu hiệu rồi, có phản ứng hóa học rồi. Thế là đổ hết. Trời đổ ơi. Hết nấu nồi chè khác. Dạ. Bó tay luôn, bó tay bà má. Trời mới ơi. Gần đây thôi em. Trời ơi, dạ, hay quá, em đáng đúng mà. Cũng trời may, ơi. Quý vị thấy không, nêm là phải có nếm. Chứ nêm không nếm, đưa cho con bé ăn không là nhỏ bị phản ứng hóa học. Rồi. Và cẩn thận hơn thì chúng ta nên ghi tên lên nhãn. Đúng. Để có thể dán lên từng loại gia vị để đảm bảo an toàn cho mọi người và tránh xa tầm tay những trẻ nhỏ, trẻ rất bé chưa có ý thức trong việc sử dụng đúng những rồi, gia vị. Đúng rồi. Rồi, chúc mừng bạn Mai Lâm. Như vậy là chúng ta đã trải qua thông điệp bí ẩn đến từ chị Ngọc Nga. Và chị cũng đã tiết lộ xương xương cho chúng ta biết thêm về cái gu ăn uống của chị ấy. Và bây giờ xin mời quý vị chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta đến với trò chơi thử thách tiếp theo cùng với khẩu vị ngôi sao. Không biết món ăn đề bài ngày hôm nay là gì? Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ Hoàng Đa Bơ cùng với chị Nga đang đổi chỗ cho nhau là để chúng tôi bước vào trò chơi thử thách tiếp theo dành cho Mai Lâm. Nhưng mà yên tâm, bạn cũng sẽ có sự hỗ trợ của chị Ngọc Nga thần tượng của mình nữa. Thử thách này sẽ giúp cho Mai Lâm có được nguyên liệu chính ngày hôm nay để vượt qua đề bài chúng tôi. Đó chính là Mai Lâm hãy nấu món ăn mang tên bò lúc lắc để dành tặng cho chị Ngọc Nga. Wow. Món ăn rất quen thuộc. Chị thích món này không? Thích lắm luôn. Dạ, mà Mai Lâm thích ăn nhưng mà đã từng nấu chưa? Dạ chưa ạ. Wow. Mà không sao, phải có niềm tin. Không, sống chị có niềm tin em. Dạ. Chị tin em. Đây là phần thịt bò nguyên liệu chính. Nếu như em vượt qua được vòng thử thách này thì toàn bộ số lượng thịt bò này, chất lượng hảo hạng, đến từ Việt Nam, nhà xuất khẩu ra nước ngoài luôn. Sẽ thuộc về em. Còn nếu như em không vượt qua được thử thách này cùng với chị Ngọc Nga, coi như bò lúc lắc mất bò. Mình cố gắng vượt qua nha. Dạ. Cố lên em. Trò chơi này cũng khá gai góc đó chị. Sao vậy? Chị Nga cũng phải cố gắng hỗ trợ hết mình. Hai chị em phải đeo một tấm che mắt và đút đồ ăn cho nhau ăn. Rồi hai chị em tự đeo cho nhau giùm em nha. Tổng cộng chúng ta chỉ có 2 phút để xử cho xong hai món ăn này. Yeah. Em có quyền ưu tiên lựa chọn trước, em muốn ăn trước hay đút trước? Dạ, để em đút cho chị ăn trước nha. Dạ rồi. Đút phần sau cho coi được nghe ha. Anh sẽ đem đồ ăn qua cho em. Đó. Trời ơi, căng rồi nha. Căng à. Nha mày lắm. Chuẩn bị, bắt đầu. Lẹ. Bây giờ là định vị với nhau nè. Bây giờ mình không nhìn thấy nhau, mình nghe âm thanh của nhau đi. Để xem rồi, thấy cái gì vậy? Chị cảm giác anh đang chọc. Bây giờ em đang kiếm cái miệng chị đây. Em ơi, cái muỗng nó phải đưa ra đằng trước. Ừ, chứ em bật hộc ra đằng sau. Em để ra sau để sợ chúng chị nè. Em thì phải đó. Xác định cái miệng được chưa. Thời gian cái miệng còn. Đâu rồi chị ơi. Em kiếm cái miệng. Cũng còn hơn 30 giây. Rồi, này chị ơi, chị thấy chưa? Rồi, thấy rồi. Hay nha, lắm. Nha, ráng bỏ tay nha, xuống nha, nha. Chị ơi, tiếp nè. Nó lại.
Lên nữa, nhiệt tình lên đi mày lắm. Đừng. Rồi, được rồi. Trời, chị hay quá. Chơi chơi đẹp. Nhanh lên, nhanh lên, một phút sắp hết trận. Đây, 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 đây. Xong rồi, các bạn đi. Chúng có tiền rồi. Rồi, hết. Vừa đúng phút. Rồi, 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 ok. Hay quá, hay quá. Hay quá em ơi. Rồi. Coi như bánh ít đi thì bánh quy phải lại chứ hỉ. Hồi nãy đút cho chị sao, giờ chị đút cho em vậy. Chuẩn bị, một phút, bắt đầu. Đó, đút nè. Em ơi. Em ơi, Mai Lâm ơi, hát hò gì đi chứ, chị phát tín hiệu đi cưng. Hát tín hiệu chị ơi, em nè chị nghe em chưa. Em nè chị ơi. Qua phải, qua phải, qua phải chị nghe. Lên, lên, hành, ừ, ừ, đó, đó. Tới chưa, tới chưa. Hay quá em ơi, hay quá em ơi. Lê lệ luôn em ơi, đúng rồi em ơi. Đúng thêm mọi người ơi. Đúng thêm đi ơi, ừ. Trời, có đứa em thì nó dễ nuôi, dễ ăn hết sức, thương em hết sức. Chị em như một vậy đó. Đang đói thì sao? Vô chưa em, vô chưa. Ngoài ăn rồi em, vậy. Vô chưa, vô chưa. Em cứ đi như cái đắng co đó mà em để nó đi. Em đừng nhúc kiếp gì. Em thấy một phút hơi dư dả rồi đó mọi người. Em cứ đi như vậy á mà em mấy chị đút cho em ăn. Ồ, tính ra cái mì này dễ thuận tiện này em. Ổn không, ổn không, hết chưa. Hết chưa. Một đũa một là hả, lia lịa luôn. Hết chưa, hết chưa. Ôi, thiệt. Còn còn mấy cộng nữa là xong rồi. Ăn chưa, ăn chưa. Mày ơi, Nghĩa ơi. Để nhảy chị ơi. Em đâu, em đâu. Ừ, đó, đó. Đâu. Hay quá. Hay quá. Định vị bằng cái cầm luôn. Rồi, xong. Ủa, hết rồi hả? Hết rồi. Trời ơi, hay quá, hay quá bé ơi. Xuất sắc. Trời ơi. Ấn nhau một cái. Dạ, em ấn hết luôn. Và rõ ràng là chú bò hảo hạng này đã thuộc về Mai Lâm. Yeah. Giờ chị Nga sẵn sàng lăn vào bếp với chúng em không ạ? Lăn luôn. Lăn luôn nha. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bếp với khẩu vị ngôi sao. Làm gì làm. Bước vào một không gian mới là phải vận động để làm nóng tinh thần và cơ thể của mình. Đó, tụi em đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các gia vị, các nguyên liệu chính lẫn nguyên liệu phụ cần thiết để làm món bò lúc lắc thật là ngon miệng. Xin mời em. Dạ. Dạ, nhưng mà em không biết làm. Hả? À, không sao hết, bên đây có chị Ngọc Nga. Không sao. Chị dễ thương lắm. Bình thường á, thậm chí trong đoàn phim chị còn tư vấn cho mọi người nấu ăn sao cho nó thật là ngon và bổ dưỡng mà. Dạ, em rất là may rồi. Rồi, bây giờ hai đứa mình cùng vô bếp nha. Nha. Rồi. Giờ làm sao chị em không muốn chị đố em nha, bò làm gì? Dạ em nghĩ là bây giờ ướp trước á chị. Đúng. Hay quá. Mình phải ướp trước. Đây để đeo bao tay vào. Mình ướp thẳng trong dĩa luôn đi chị. Đúng rồi, mình phải ướp vô dĩa để cho nó thấm cái bò đó em. Dạ. Rồi bây giờ mình băm tỏi nha. Em xắt ra xong em đập nó xuống. Đó. Không không? Đó, không hay, hay quá đó. Em ơi, hay quá em đó. Ơi. Miếng tiêu đi. Miếng tiêu trước. Cho một miếng tiêu nè. Giờ em bỏ tỏi vô bò hả chị? Yeah. Thôi mình ướp cho nó đừng có cái tanh cái bò đó em. Ừ, cho miếng hành tím vô. À, có chừng nhà rớt chị xài cũng ít bột ngọt lắm. Dạo này ít ăn bột ngọt lắm. Dạ. Cho nó có vị thôi đó cưng. Dạ, chứ cũng nhiều vị thực khách là bị dị ứng bột ngọt. Đúng rồi. Đấy, cho đường vào cho nó ngọt ngào nè. Ủa bình thường ở nhà bé Thư có phụ chị nấu ăn không? Có cưng. Trời giỏi quá. Trước thì có nhưng mà bây giờ thì không. Bận quá bé, bận học. Học online từ sáng cho tới tối khuya luôn á. Wow, vô hào sệt quá nha. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi đó chị. Mình có thêm tương ớt không? Có một chút xíu tương ớt cho nó có vị cay cay đậm đà. Đó. Sẵn bao tay cái mình nhìn trộn luôn đi ha. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi đó anh. We'll be right back.
Wow, hấp dẫn chưa mọi người ơi? Chuẩn nha. Trời ơi, coi mặt thèm, coi mặt thèm. Bạn đang đói quá mọi người ơi. Thử đi. Bên cạnh đó, bò lúc lắc hay là bất cứ một món ăn nào chế biến từ bò cũng là một niềm hấp dẫn đúng không ạ, rapper mà. Nên ngày hôm nay là cảm ơn chị Ngọc Nga đã tạo điều kiện cho Mai Lâm nè, cho em nè, được biết được những cái công thức chế biến, những bí quyết để nó ăn thật là ngon. Bên cạnh đó là Mai Lâm cũng đã cố gắng rất là nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều nhé. Dù sao đây là món quà của chị mà. Mà thích mời em. Dạ. Chị cũng góp sức nhiều quá. Dạ. Anh chị mời em nha. Trời ơi, còn được mà chị của em lấy ăn, được. Em ăn được cái gì, em hết không luôn. Ăn được cái gì. Ăn hết luôn, hết luôn đúng không? Vét dĩa cũng được. Trời ơi, thương hết biết. Hay quá. Khẩu vị ngôi sao quan trọng là được cùng chế biến thức ăn với thần tượng của mình. Dạ rồi, xin mời cả nhà. Em xin mời khán giả. Dạ, em xin mời khán giả. Dạ, em sẽ thưởng thức cái hương vị cơ bản nhất. Trời ơi, trời ơi. Sao bạn? Tan chảy, tan chảy. Tan chảy luôn hả? Trời ơi. Trời hạnh phúc quá. Tất cả những viên bò của chúng tôi được xách thành cái hình lúc lắc đó. Không hề dai. Rồi cắn vô cái mềm tan vậy đó. Tươi xanh và ớt chuông luôn. Ôi, không hề mềm rụt nữa mọi người. Giòn rụm. Chị nêm rất là ngon quá anh. Cảm ơn em. Quá tuyệt vời. Đây là một trong những món quà không chỉ là liên quan tới tinh thần mà còn liên quan tới thể chất, tới dinh dưỡng nữa. Yeah. Và không ngờ là chỉ trong vòng ít phút thôi quý vị thấy không? Với sự tập trung của mình, với sự hỗ trợ lẫn nhau thì chúng ta đã tạo ra được một món ăn rất ngon, rất bổ dưỡng và là một kỷ niệm rất đẹp của Mai Lâm đã có được cùng với thần tượng của mình là chị Ngọc Nga. Cảm ơn hai chị em rất là nhiều ạ. Dạ, cảm ơn chị hôm nay đã hướng dẫn em nấu thêm một món mới ạ. Tụi em vẫn còn một cái phần quyết định cuối cùng nữa, khá là quan trọng. Quyết định gì vậy cô? Tùy theo sự nhận xét của chị. Chị có thể là không nhận xét về món ăn đi, bởi vì chị tham gia khá là nhiều. Đúng rồi. Nhưng chị có nhìn nhận và đánh giá như thế nào về tình cảm, về tinh thần nấu nướng của bạn Mai Lâm ngày hôm nay? Nếu như chị cảm thấy không hài lòng, coi như tụi em sẽ cất cái giải thưởng vào một bên. Còn nếu chị cảm thấy bạn ấy quá tuyệt vời thì lát nữa tụi em sẽ trao thưởng cho bạn ấy. Bạn ấy dễ thương lắm mô, bạn ấy rất là nhiệt tình luôn. Vậy xứng đáng nhận quà không ạ? Xứng đáng. Dạ. Xin mời Mai Lâm. Dạ. Mời em. Và đây, trên tay Hoài Đá Bơ chính là phần thưởng, một món quà tượng trưng đến từ Khẩu Vị Ngôi Sao trao tặng cho bạn fan hâm mộ, đó chính là Mai Lâm khi đã cố gắng đồng hành cùng với thần tượng của mình là chị Ngọc Nga. Xin mời chị Nga trao thưởng cho Mai Lâm ạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị nha. Và không chỉ là Mai Lâm đâu quý vị ạ, sẽ còn rất nhiều khán giả hâm mộ nữa được thỏa niềm mong ước là được gặp gỡ thần tượng, bên cạnh đó còn nấu ăn cho thần tượng ăn nữa. Còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta đến với Khẩu Vị Ngôi Sao vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.